Ok ok. Um, oh, uh, chào mừng các bạn đến tới uh, livestream tiếp theo của Coffee Talk English của mình ha. Và tuần này mình sẽ đi về writing của một cái biểu đồ cột. Thì uh, bạn nào có đề rồi á thì uh, mình cứ xem tiếp còn bạn nào chưa có đề á, thì uh, vui lòng các bạn ghé qua trang Facebook của Coffee Talk English ha và đó mình có đăng hình đề ha. Rồi, um, hiện tại đang có ba bạn đang trong stream nha. Uh, Ngân, chị Hương và Thi, ok. Hello mọi người. Chắc để gắn um, cái mic này lên. Đợi xíu nha. ok <laughs> hôm vừa rồi thì có một số bạn phản ánh là mic nhỏ hôm nay mọi người có nghe rõ được âm thanh không ạ à? <laughs> ok để chỉnh qua cái đề Thì uh, hôm nay nay đề mình đề mình từ á là từ workbook nè quyển workbook ok ha ok 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 capture ok à, ok này là, này, uhm. ok, rồi thì nó từ cái quyển này ha, Official Cambridge Guide to IELTS nó cover cả academic và general training, right thì uh... Nếu như bạn nào quan tâm thì có thể nhắn mình uh, gửi địa chỉ email để mình uh, gửi quyển này qua ha uh, Practice test uh, ở khu vực Đây trang 154 um, Thì their uh, writing nằm khu vực dưới này ha rồi <laughs> Thì những cái trang này nó bao gồm cả writing task 2 nữa nhưng mà mình chỉ cover task 1 trong những buổi livestream này ha vì nhiều khi nó cũng khá là nội dung về task 2 nó khá là phức tạp nếu như mà đủ người quan tâm thì mình cũng có thể cover một số cái cơ bản ở đó ha nhưng mà so far thì mình cứ cover task 1 nhất uh, trước nhất ha rồi thì trong cái hình đó nó cũng có hai cái study và test tip right. rồi ừ, ở đây currently có bao nhiêu bạn đang còn uh, từ những tuần trước uh, quay lại xem nhà hay là có bao nhiêu bạn mới đến stream lần đầu. Comment cho mình thấy thử. Để có gì tại vì một số kiến thức là mình cũng cover ở những buổi cũ, một số kiến thức thì như kiểu ở uh, buổi mới thì mình có thể nêu lại. Đó. <cười> <cười> So anyway thì uh, không có vẻ như không có ai trả lời câu hỏi của mình nha. <laughs> Identify the main features of the chart. Which age group uh, donated the most money to charity in each year? Rồi, right. thì cái này nó bắt đầu phân tích về cái đề ha. Thì mình sẽ đọc trước cái đề. Và again, là từ những cái buổi stream trước, á, mình có nhấn mạnh rằng là luôn luôn là tất cả các cái đề task của anh nó sẽ có cái câu này. phải Không? Summarize the information by selecting and reporting the main features and make the comparisons where relevant. Thì tóm tắt thông tin phải không? bằng cách chọn ra và báo cáo những cái đặc điểm chính right. thì mình muốn hoặc là mình có khả năng viết trong vòng 20 phút đầy đủ thông tin cũng được nhưng mà cái đề yêu cầu chính là chọn ra và report ra thông tin chính thôi và được thì so sánh chỗ nào đó cần thiết ha thì cái đề này nó nói về cái biểu đồ bên dưới phòng the chart below gives information on the percentage cái phần trăm right, of British people giving money to charity By age range for the years 1990 and 2010 Rồi, right, age range um đối với một số bạn á thì chữ range cũng có nghĩa là cự ly nhưng mà for the most part á, tiếng anh thì người ta sẽ lấy nghĩa chữ range á, là một cái cự ly một cái giải gì đó một cái biên độ gì đó một cái dạ, uh, một cái list và những cái danh sách về options ví dụ như dù như um một cái salesman ví dụ như mình nghe listening ở part 1, chẳng hạn một người bán hàng á một salesman có thể nói là uh, our range of products is very diverse là cái 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 giải lựa chọn cái danh sách hoặc là như kiểu cái nói chung là sự lựa chọn về sản phẩm của chúng tôi rất là rộng đúng không gắn cái này cho đó thì range này thì mình sẽ hiểu tùy ngữ cảnh ha. Ở đây thì basically mình hiểu cái nghĩa chung của nó thì áp dụng vào ngữ cảnh này thì mình có thể sử dụng chữ biên độ, right? Thì dịch ra cái đề này là cái biểu đồ bên dưới nó đưa ra thông tin về cái số phần trăm về người Anh đưa tiền cho charity. Charity chắc khoảng thời gian qua mọi người chắc biết charity là gì mà phải không? Hmm. Có ai uh, định nghĩa được chữ charity không? <laughs> sao kê, okay. okay, thì no relevant ha. Charity sẽ là từ thiện ha. Thì uh, giving money to charity là đưa tiền cho từ thiện, chia chia theo biên độ tuổi từ năm 1990 đến ờ uh, cho những năm 1990 và 2010 có nghĩa là chỉ có hai năm này thôi ha chứ phải là từ 1990 đến 2010 rồi thì cái câu hỏi quay lại ở bên sơ tip tiếp ở bên này của quyển này là identify the main features và nhận diện ra nhận uh, xác định ra những cái thôi, cái đặc điểm chính của cái biểu đồ này ví dụ như là which age group donated most money to charity in each year? Nghĩa là cái nhóm tuổi nào đã donate có nghĩa là tặng hoặc là tặng thôi. Vậy dễ, dễ, dễ. Tặng như kiểu mà tặng tiền á. Most of the time người ta sẽ sử dụng chữ donate. Chứ không có mình donate gift cho bạn bè. Thường donate này là như kiểu tặng theo kiểu mà từ thiện tặng như kiểu mà cho theo dạng như kiểu không phải ăn mừng gì á. Mà người ta cần thiết cái này á. Người ta cần tiền cái này á. Hoặc là gì đó thì mình sẽ sử dụng donate không nhất thiết là tiền ha có thể là như kiểu mình sẽ donate uh, hand me down hoặc là second hand clothes uh, hand me downs là uh, cái cách nói uh, địa phương của người mỹ rằng là trong cái từ nghĩa đen của chữ hand me down cũng vậy luôn á uh, là như kiểu truyền như kiểu đời bố xuống đời con ví dụ vậy uh, là tặng lại ha uh, second hand đó thì đó áo quần người ta cũng sử dụng donate được ha uh. thì anyway gì cái nhóm nào đã quyên góp được số tiền nhiều nhất cho từ thiện ở mỗi năm right thì đây là một trong những cái tip về viết task one nếu đặc biệt là nó về số liệu của IELTS là mình phải tìm cái cao nhất và cái thấp nhất đầu tiên để mình report right thì ví dụ như là vào đây bắt mắt nhất là cái này nè đó không bắt mắt là vào nhóm tuổi 36 đến 50 và màu gì màu vàng đó thì là nó donate nhiều nhất Right. là ở năm 1990, nhóm tuổi 36 đến 50 là donate nhiều tiền nhất cho charity đó. thì cùng năm đó thì cái nhóm tuổi này nó ít nhất tuy nhiên thì so với lại 2010 nó còn giảm nhiều hơn nói chung là mình sẽ nhận xét như vậy đó ha ngôn ngữ trong tiếng Việt như thế nào, tiếng Anh cũng basically như vậy không cần thiết phải gọi là uh, mình phải hoa mỹ nó quá không report thông tin thẳng, gọn uh, nếu như các bạn có thể lên blog của Simon tham khảo á, thì những cái bài mà ông sao mình đánh giá là 8, 9 chấm á Nhiều khi nó surprisingly nó gọn hơn là mình nghĩ Mình nghĩ là 9 chấm chắc phải viết như kiểu toàn là từ hàng lâm Ở mức độ C1, C2 không Nhưng mà quan trọng á là IELTS là communications test Các bạn phải truyền đạt thông tin một cách gõ, rõ ràng và gọn gàng nhất ha Rồi thì đó Thì hai câu hỏi ở đây cũng vậy ha Age group nào donate nhiều nhất Cái nào ít nhất không, oh, least nè, ít nhất nè. How does the generosity of the age groups compare across the years? The generosity thì uh, đây là cách nói thôi chứ không phải là mình nhận xét về lòng 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 à, rộng lượng của người ta ha. Tại vì một uh, trong những cái rule của task One á là bạn không được nêu nhận xét cái gì mà nó ngoài thông tin của cái này. Thì ý là độ rộng lượng là bao nhiêu tiền cho nhiều độ cho ít á ha chứ không phải là như kiểu nhận xét là Ừ người ta rất rộng lượng người ở 1990 rất là tốt bụng mình không có nói như vậy nha. Mình cái cái câu hỏi nó chỉ nói chung chung như vậy thôi. Ý là cái độ cho nhiều ít của những nhóm tuổi này á nó so sánh với nhau dọc những năm như thế nào. Rồi thì luôn luôn á ở đoạn đầu phải Include an overview là how does the overall pattern in 2010 differ from the pattern in 1990. Rồi. Uh, nhận xét sơ trong tiếng Việt đi. Thì các bạn cảm thấy 1990 20 và 2010. Cái pattern. Pattern trong tiếng Việt á. Nó có hai nghĩa ha. Thứ nhất là hoa văn. Thứ hai là xu hướng ha. Thì xu hướng hoa văn nó cũng như nhau. Ví dụ như là người này lặp lại của người kia là xu hướng. Và hoa văn cũng là cái hình này nó lặp lại trên một cái áo gì đó. ha Đó. Thì... Mọi người nhận xét thử trong phần comment đi Rồi từ đó mình sẽ bắt đầu hình dung ra cái câu như thế nào, right. Thì pattern của 1990 như nào và pattern của 2010 như nào. Mình nhận xét trong tiếng Việt trước ha, tại vì again, mình phải nói dễ hiểu trong tiếng Việt rồi khi mà mình translate ra tiếng Anh thì không phải là word by word nhưng mà mình cũng phải có cái flow ý, mình phải hình dung mình nói cái gì trước chứ không phải là viết câu tới đâu hay tới đó ha. Sao? Nhận xét cái này dễ mà trong tiếng Việt, right? Mọi người thử comment đi, đừng ngại nha Chứ mình nói chuyện một mình stream cũng buồn lắm à, Nãy giờ chưa bật cái banner, sorry Đây Rồi Chị Hương nhận xét là trong cả 2 năm Lượng tiền từ thiện có thể tăng theo độ tuổi <laughs> Trinh bảo là đang suy nghĩ chứ không có ngại Ok Tăng theo độ tuổi hmm. Tăng theo độ tuổi nhưng mà nó cũng giảm về sau mà phải không right. Thì mình cũng nên include cái thông tin đó right. Rồi ở đây, hôm nay mình sẽ provide lại một số tư vấn về bar chart ha. Nguyễn Hữu Đức anh có coi bên YouTube không ạ? À? Có coi bên YouTube không ạ? À? À, mình không hiểu câu hỏi của bạn ha. 2010 có xu hướng tăng dần theo độ tuổi nhưng giảm từ độ tuổi 65 trở lên. OK rồi. That's good. Range cuối giảm ha, chứ phải raise ha, raise cơn giận dữ nha chị anyway thì đó mình có thể nhận xét như vậy ở 1990. Tuy nhiên thì mình có thể ở 2010 nó lại khác nữa là cái cái đỉnh của nó right? thì cái đỉnh của nó ở đây các các bạn à, biết chữ đỉnh trong tiếng Anh là gì không? Không phải là như kiểu đỉnh theo kiểu mà khen ồ oh, thằng này đỉnh nha. Nhưng mà kiểu mà cái đỉnh của một cái gì đó đỉnh của một cái núi đỉnh của cái biểu đồ đỉnh của số liệu đó thì mình có từ gì? Ồ oh, rồi đó, hai bạn trả lời được peak, nhưng mà mình tuy nhiên mình vẫn có thể sử dụng một từ đơn giản hơn là top ha. Thì top ở dạng noun mình cũng có và dạng verb của mình cũng có có luôn mà, phải không? Uh, ok mở thêm tab cambridge ở đây ha đó. thì có cái đỉnh nếu như mà chữ top ở dạng noun mình có thể khó nói á, thì mình có thể nói là dạng verb của nó cũng được rồi và các bạn vào thời điểm là cái nghĩa nó một từ có rất là nhiều nghĩa ha bạn không có dừng ở trên đây nha cố gắng scroll xuống dưới đó nghĩa khác là một nha và đôi khi nó chỉ có ở khúc trên là noun khúc dưới nó mới bắt đầu nói vào verb Ví dụ vậy, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đó, không, nó top cũng là con dụ nè, đó. Adjective cũng là một dạng của nó luôn, adverb luôn rồi kéo tới đâu đây, verb đây, đó. Thì đó, dạng verb nó cũng là mức độ C2 nha. Mình nghĩ là top đơn giản Mới học là biết top là gì, bottom là gì, đúng không? Nhưng mà ở dạng verb của nó đâu phải là như kiểu ở mức độ thấp hơn đâu, không? Cambridge nhận là C2 thì to be on the uh, sur upper surface of something, right? Especially a decoration mall. Um, uh, to be the most important, most successful, etc. Đó. Thì nằm trên đỉnh của cái gì đó, right? Đó. Thì top the charts nè. Đó. Mình có thể áp dụng quay lại cái bài của mình được luôn ha. Anyways. Rồi, đó là một. Không, thì mình có thể nói là um, cái mình nhận xét chung ở hai biểu đồ luôn mình nếu muốn gọn á không cả hai biểu đồ đều tăng cái số tiền nó tăng dần theo độ tuổi nhưng một chín đến thì nó đạt đỉnh ở đây và hai không mười đạt đỉnh ở đây đó khác biệt của hai biểu đồ này là vậy đó này là tăng lên tới đây rồi mới giảm còn này là tăng lên tới đây rồi giảm rồi đó là một không hai thì mình có thể viết hai câu riêng biệt với nhau right đó thì à uh, you know cố gắng uh, mọi người sử dụng uh, từ vận nó 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 đều tí ha rồi cái này á mình sẽ đưa từ vựng nó ở khu vực 7 hoặc 7.5 nếu như bạn nào em tới mức đó riêng ở task 1 thôi task 2, các bạn vẫn phải biết tốt tại vì cái task 2 là nó chiếm 2 phần 3 số điểm lận ha nhưng mà anyway ở đây á có hai từ vựng mình có thể áp dụng cho khu vực này ví dụ như là nếu như mình thấy cái pattern mà lên và ở ngay giữa cái biểu đồ nó đỉnh và nó xuống đều á thì trong tiếng anh á nó có một cái từ riêng ha không biết là từ điển nó có sẵn luôn cái cụm đó không bell curve à có luôn ok that's nice đó liên quan trong ngữ cảnh graphs and charts rồi ờ, ở đây nó không có hình minh họa nhưng mà cái từ này á là tại vì cái đỉnh nó là như kiểu lên như vậy và xuống như vậy nó nhìn giống như cái chuông thì trong tiếng anh người ta nói curve là cái đường cong nè bell là cái chuông thì a line on a graph that is shaped like a bell đây, đây đây bell curve uh, distribution cũng được nè uh, đây đó thì cái hình đó các bạn có thể gõ lên google có luôn chứ mình không phải uh, chém gió ở đây ha đó bell curve nó, nó là cái shape mà ở giữa cao và hai bên nó thấp xuống đó thì mình có thể nói như vậy là một uh, rồi còn trong trường hợp kế bên á thì nó lại không như vậy phải không nó nó chênh qua bên này nó chết qua bên này nó nghiêng qua bên này thì riêng trong cái ngữ cảnh này để mình hỏi luôn ha để coi có bạn nào ở đây nắm được không rằng là cái từ bản đồ này nó nghiêng về bên phải hay là nghiêng về bên trái có từ nào không Ừ, rồi, lean là cái từ đầu tiên đúng không? Ờ uh, thì mình có thể sử dụng như kiểu uh, cái thông số nó lean về cái hướng này cũng được. Nhưng mà technical hơn sẽ có một từ khác. Lean uh, nghĩa nghĩa đen của nó là nghiêng đó ha. Mọi người có thể uh, như kiểu ví dụ như là giữa hai lựa chọn tôi đang nghiêng về đó. Prone và incline cả hai nó đều tả về hành vi chứ nó không có tả về số liệu được nha. Ví dụ như là Um, he's prone to lie a lot là sẽ là như kiểu thằng đó nó 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 thường tánh của nó hay nói nói uh, dối ví dụ vậy. Incline đó là cũng có như vậy luôn, đó, có xu hướng có cái uh, thói làm như vì như như chuyện gì đó ha. Rồi thì mình sẽ đưa luôn từ vựng ở đây ha. Rồi nếu như các bạn cố gắng học được á thì sẽ là từ skill, skill ở dạng verb á. Uh, thì nó là cause something to not be straight or oh, exact nghĩa của nó basically là bị nghiêng, bị méo. Thì ở trong ngữ cảnh đây. Uh, skill towards cái này đó, không? Nghiêng về phía gì đó, cái cái này là liên quan tới stock ha, cái index FTSE 100 á nó đang nghiêng về cái hướng cổ phần dầu lớn và cổ phần về dầu lớn, ngân hàng và những cái công ty đa quốc gia. Rồi, thì again, mọi thứ á, mình có thể nhiều double check tại vì nhiều khi trong từ điển nó không có sao ta. Do từ điển á, đôi khi người ta sẽ nói vòng một cái concept thì nó đôi khi nó khó hiểu cho mọi người ha. Tại vì rõ ràng là mình biết nghĩa từ đó thì sử dụng từ đó rồi, không trong từ điển nó luôn luôn nó tả vòng cái concept đó để cho mình hiểu thì được thì mình có thể Google hình ảnh luôn. Rồi, thì từ này mình không sẽ không có nói về trái hay phải trên cái biểu đồ nha mình sẽ sử dụng positive rồi đó nó có luôn á positively skewed distribution nó sẽ nghiêng về bên này và negative á đây có cái hình ảnh này luôn ha left skewed hoặc là negative skewness đó là nó sẽ nghiêng qua bên này và cái positive skew nó sẽ nghiêng qua bên trái ha thì cái này á là mình chỉ recommend cho bạn nào mà thực sự như kiểu có khả năng học được từ thôi ha còn cái này ra thì cố gắng sử dụng mà xong rồi không nhớ cũng như vậy cứ sử dụng những ngôn ngữ mà familiar với bản thân nhưng mà được thì sử dụng từ vựng ở mức độ cao hơn tí ha để mà như kiểu cố gắng luôn improve mà form rồi anyways sẽ quay lại cái bài này ha thì mình có thể nói là uh, cái này á thì là uh, nếu như sử dụng kiểu bell curve và cái skill này á thì mình sẽ nói là Uh, in 1990 the statistics or like the figures follows a bell curve pattern however in 2010 the figures or like the proportions or like những you get the liên quan that's số liệu ha uh, follows a uh, theo cả hai cái đều follow ha? follows a um, a uh, negative skewed past negative skewness pattern huh? Roy, okay tilt. À uh, ok, cái từ tilt của bạn Trinh nói á, thì tilt cũng là nghiêng theo kiểu nghĩa đen ha, người ta không có sử dụng theo uh, theo uh, ở đây, ở trong cái trường hợp này ha. Ví dụ như là mình nói uh, cái sàn này nó bị nghiêng rồi, không? this floor is tilted, ví dụ vậy. Đó, cho nên là không có áp dụng theo cái nghĩa bóng trong số liệu ha. Thì chữ skill và chữ uh, bow curve có thể là hai từ hôm nay các bạn có thể là uh, học xong. Uh, nhiều xong buổi này có thể là học được và again là như bản thân mình luôn nói tới với những cái bạn siêu hình của mình á, cố gắng sử dụng từ cao mà mọi thứ còn lại trong câu của mình á viết nó dở thì cũng như không. Cố gắng như kiểu improve những cái cơ bản trước, mặc dù cơ bản là như kiểu mọi người hay khinh thường là như kiểu ơi sao mấy cái này như kiểu đâu dành đáng dành thời gian học phải học những cái từ cao theo idol học á, không nên nha. Cố gắng là theo những cái từ mà gọi là mình nắm sẵn, những cái gì mà mình có thể nhắm là mình truyền đạt được thông tin tốt nhất ha đó chứ không có nên như kiểu sử dụng từ quá khó xong rồi như kiểu mọi thứ còn lại viết không có ai hiểu right. trong tiếng việt cũng vậy không ví dụ như communicate hàng ngày không mình nói như kiểu dễ hiểu còn như kiểu khi mà lên lên tới như kiểu mức độ họp hội nghị quốc hội các kiểu thì người ta sử dụng từ khó thì cái kiểu cái đó đương nhiên phù hợp ngữ cảnh thì cái trường hợp nào á cần thiết cho từ uh, trường hợp đó ha chứ mình không có sử dụng từ khó cho mọi trường hợp ha cái này là một cái common problem các bạn nghĩ là như kiểu Ok, tôi học 10 từ khó này ra thì tôi ghi y chang 10 từ khó vô cái bài đó Xong cuối cùng ra cũng 5.5, 6 chấm Bởi vì như mọi thứ còn lại mình chưa, chưa có tốt á Ha Đó Rồi, ok So Mình sẽ move on ha Cái này là cái study tip đầu tiên để mà mình nhận xét về cái biểu đồ này Obviously sau khi nhận xét overall thì mình sẽ đi vào chi tiết một tí của cái này Đủ 150 từ là mình có thể dừng bút rồi Nhưng mà cảm giác như kiểu mình tả đủ Ví dụ như là một người mà không thấy biểu đồ này á, người ta nhìn cái 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 đoạn văn của mình viết ra người ta hình dung được thì là coi như là mình đã hoàn thành cái mục đích của mình trong cái phần này rồi ha. Rồi thì test tip ở đây người ta nói begin with an introduction, ý là paraphrase lại, cái Cái này thì không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải paraphrase y chang, miễn sao mình mô tả được. Ví dụ như là người ta viết cái này trong một câu, mình viết trong cái này hai câu cũng được, không? Ở dưới là một cái biểu đồ cột à, mô tả thông tin về những người đưa từ thiện, không? Uh, chấm rồi xong cái câu tiếp theo là uh, biểu đồ được uh, được được minh họa theo nhóm tuổi và ở uh, được uh, thông tin được collect ở năm 1990 và 2010. Đó đâu nhất thiết mình phải bắt y chang câu này paraphrase không mình biết ra hai câu được mà Mỹ sao tả được cái ý là được rồi. Ha, nhiều bạn sẽ như kiểu đang cứng nhắc trong cái chuyện mà. Một câu này mình cố gắng phải paraphrase dài quá sao mình paraphrase uh, mình chưa đủ khả năng paraphrase xong viết sai. Khó quá thì break ra hai câu còn như kiểu muốn thì break ra ba câu cũng được miễn sao như kiểu người ta đâu có chấm mình dở hơn đâu miễn sao mình truyền đạt được đủ thông tin thôi đó thì rõ ràng là các bạn muốn im lên như kiểu chính chấm đụng trần thì chắc chắn là nó thử thách kỹ năng của các bạn cao hơn chứ các bạn nhắm tới 7 7 rưỡi 8 thôi thì honestly thì nó không quá khó đâu ha rồi thì tiếp theo là highlight and compare the main features thì main features mình nói ban nãy á là cao nhất thấp nhất right. thì ghi ra những câu nói là uh, đó rồi right. make your overview clear đó cái quan trọng ở đây make your over overview clear là ý là các bạn cố gắng mô tả nó đơn giản ở chỗ này thôi chứ không có cố gắng như kiểu mô tả chi tiết ở đây xuống dưới á mình mới bắt đầu mô tả chi tiết ha use a range of relevant vocabulary and try to vary your sentence types rồi thì cái này á làm cái bước tiếp theo để cho mình tăng điểm kể cả trong viết kể cả trong nói. Nếu như mà bạn chỉ có sử dụng câu đơn thôi, không sử dụng được câu phức, câu hợp, ví dụ như là câu có and hay là câu uh, có because, thì các bạn không thể move on được cái mức ban tiếp theo, rồi xong các bạn không sử dụng được relative clause, các bạn cũng không move on được cái, cái cái ban tiếp theo, ví dụ vậy, rồi các bạn không sử dụng được complex structure, giống như là if sentences, hay là các bạn không thể sử dụng được... Uh, tự như là những vế đảo ngữ thì không nhất thiết là các bạn sử dụng trăm phần trăm và không nhất thiết là các bạn phải ngồi nghiên cứu những cái uh, cấu trúc câu hiếm uh, khi trước mình thi là chỉ cần đủ tất cả các cấu trúc của lớp 12 là mình đạt được 7.5 rồi cho nên là không cần phải đi tìm sâu quá ha. Tiếp theo. Link your ideas together so that your answer flows smoothly. Đó, thì nối những cái ý tưởng với nhau để cho cái câu trả lời của bạn flow flow là gốc của uh, tuần trước mình có cũng học đó flow là cái dòng chảy thì nó có cái cái dòng văn nó nó trơn tru một tí, không có cứng nhắc ha. Thì basically đa số là các bạn cố gắng hình dung mình phải viết cái gì trong tiếng Anh trước khi mình hình dung rằng cái ý mình đang nói trong tiếng Việt là gì. Thì obviously là những cái bạn đang coi stream hoặc những bạn muốn improve á là đang ở ban thấp hơn của bạn những bạn bao nhiêu kiểu ở mức độ 7 8 9 9 thì không nói đi 7 đến 8 về writing á các bạn đã biết cách làm do flow tốt rồi tại ở mức 7 chấm đến 8 chấm là các bạn should be able to như kiểu convey cái 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 ý tưởng của mình tốt rồi right thì uh, để mà flow smoothly thì các bạn cứ hình dung trong tiếng Việt câu trước nó phải liên quan câu trao, câu sau right chứ không phải là mình đang nói về 18 đến 25 của 1990 mình nhảy qua tới 65, right. Xong rồi mình nhảy lên cái 2010 ở chỗ này, right. Thì ví dụ như là 1990 mình nói thì cái này rồi xong qua cái này, cái này rồi qua cái này, mình có trình tự nhất định là người ta tính flow smoothly rồi ha. Rồi. Um, từng nhóm tuổi đi. Ngoài 18 đến 25. Thì, uh, wow, well, mấy cái này cũng technical, mình không có thể sử dụng được từ khác ha. Nhưng mà nếu như mình sử dụng ngoài chữ people đi, ở chỗ 18 đến 25 mình có thể gọi bằng cái noun gì đó ví dụ như là những cái người thay vì những cái people ở 18 đến 25 mình thay chỉ people ra bằng từ gì được 18 đến 25 mình tính là độ tuổi gì Uhm, ừ, trả lời đúng nè. Young adult. Nhớ chia ra số nhiều nha. Tại mình đang nói một concept gì đó nói chung mà. Phải không? Thì nhớ chia những cái danh từ của mình thành số nhiều. Có S ở phía sau. ha Đó. Thì ví dụ như là mình nói là uh, Young adults in the age range of uh, 18 to 25 uh, usually donate about 15% of cái gì đó. the total, hình như cái này là tổng chứ không phải là trong cái uh, 15% của thu nhập cái này là tổng số lượng mọi người contribute. Tại vì nó không có thêm thông tin gì ừ. Hmm. Đó thì uh, about uh, uh, 15 to 17%. Đó. À, khoảng đó rồi. However, in 2010, uh, these young adults only contribute around uh, over 5%. Yeah. Thì những cái chỗ giữa giữa này nè mình có thể lấy cái mốc này trên hay dưới 30 phần trăm ví dụ vậy cái này là họ oh, vừa nhất trên 30 phần trăm này almost 25 oh, cái này thì mình có thể đoán luôn 7 cũng được không chưa ra thi như kiểu nếu như quyển đề nào hoặc là nhiều giáo viên nào kêu bạn kẻ thước gạch gạch, gạch qua đếm ra rồi tính ra cái cái khắc đó là như kiểu số bao nhiêu à, bạn nên tẩy cái advice ra khỏi đầu ha Tại vì người ta không có bắt bạn trả lời chính xác con số trừ khi người ta đã để specifically cột đó bao nhiêu số ở trên thì mình trả lời. Còn nếu như nó cứ giữ giữa khoảng đó thì nói khoảng đó thôi, không? Over 15% Um, around 15% cũng được không Ngay trên ngay dưới gì đó Around đó Rồi ngay nhỉnh trên Just over Just under Đó Những cái từ như vậy ha Rồi uhm. Rồi Cái khúc 26 đến 35 mình có thể là tạm people lại. Nhưng mà từ khúc 36 đến 50 á mình có từ nào không? Các bạn nào biết chữ trung niên là gì không? Trong tiếng Anh này. Trinh viết Đ... Biết là Trinh biết cái từ đó rồi ha Nhưng mà nhớ viết đúng lại đúng chính tả ha Đó age Nhưng mà middle age Trinh đang viết có dấu gạch nối đó Thì phải chia nó thành tính từ chứ Phải không Nếu như có dấu gạch nối là tính từ ghép rồi phải không Thì phải thêm id cho chữ age nữa nha Middle aged Có âm d ở, ở đằng sau á Ha Còn um, nếu như viết tách ra thì mình không cần phải chia chữ A thành ID ha. Tại vì tính từ ghép thì nó đòi hỏi là phải chia luôn. Đó. Rồi, thì mình có thể nói là middle Age á à, và chị Hương cũng nói đúng rồi ha. Đó. Thì middle aged cái dạng ID hay là như kiểu middle aged uh, thêm chữ people không có gạch nối á thì cũng được ha, Ghi kiểu nào cũng được. Đó, middle aged people uh, from the range of uh, 36 to 50 contribute the most in terms of cái uh, in terms of donation ví dụ vậy đó rồi so basically cái bài này nó cover mình cũng cover gần hết rồi phải không ở mức độ mà 51 đến 65 thì mình có thể quay lại như kiểu uh, people nữa không thì mình cố gắng vary càng nhiều càng tốt nhưng mà chỗ nào mà mình không nghĩ ra thì mình cứ lặp lại Tại vì đâu có bao nhiêu cách để mà nói về người đâu phải không? Ví dụ như 36 đến 50 rồi 51 đến 65 thì có thể nói là people who are vừa mới nghỉ hưu không? Đó, cũng là một cách phải không? People who have just retired uh, in the age range of 51 to 65 had a uh, reduction in terms of uh, in terms of like regarding their donations because uh, no không, không có không có suy luận ha, sorry. Đó rồi xong rồi trên 65 thì mình có thể nói là elderly people thẳng luôn đó rồi thì basically á là tại vì người ta nói là use a range of relevant relevant vocabulary thì như kiểu uh, relevant thứ nhất là relevant về cái dạng chart thứ hai là relevant tới cái thông tin mình nói á. thì nếu như diversify được cái vocabulary thì người giám thị người ta đánh giá cao về mình hơn right chứ không nhất thiết là mình phải sử dụng từ khó nó không phải là you know, người ta sử dụng một cái range chứ không phải là như kiểu cả bài toàn từ đơn giản có một hai từ khó xong rồi nghĩ là mình như kiểu làm bài đó hoàn thành tốt right đó thì uh, mọi người cần câu hỏi gì nữa không để mình bắt đầu viết sơ luôn tại vì bài này nó cũng basically nó không có quá khó right đối với bạn nào mà bắt đầu học về IELTS thì đây chắc là một cái dạng bài nhập môn right Tuy nhiên thì cũng phải viết 150 words trong vòng 20 phút nha. Sao? Không có ai còn câu hỏi gì nữa hả? Hmm, chắc có vẻ đề dễ không có ai muốn thắc mắc gì. Nếu như vậy thì nếu nếu như hay, không có ai có câu hỏi gì thì mọi người viết chung được không? Ít nhất là Trinh thì biết chắc là Trinh viết được rồi ha. Cái này cũng là quá dễ đối với mình rồi, mình đã đụng qua rất là nhiều rồi, phải không? À, những bạn nào mà chưa bao giờ viết ở stream của mình hoặc là như kiểu những bạn lần đầu đến đây viết hay là bạn nào mà như kiểu muốn áp dụng những cái tư vấn ban nãy đó thì uh, thử sử dụng xem hmm. what did i miss chỗ đó là bỏ đi nha chữ đích nó lấy cái uh, thì của chữ miss rồi nha thì bạn bỏ lỡ gì thì bạn có thể tua lại xem cũng được mà không sao đâu Uhm, con viết mở bài về được không ạ? À? The bar chart illustrates the proportion of money given to charity in different ages by British people. À rồi, đang vấn đề ở khúc đó nha. Cái chỗ mà different ages by British people á. Uhm, uh, đầu tiên á là... đảo lên by British people ngay chỗ mà given to charity á, rồi xong rồi cái giới từ đó là of different ages thì dịch ra trong tiếng Việt á và cái chỗ đó đúng là dịch ra theo nghĩa của nó cái semantics của nó sẽ là cái biểu đồ cột này á nó minh họa cái cái tỷ lệ của số tiền được gửi cho từ thiện bởi người Anh thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau mình nên đưa cái British people ra trước chứ, phải không? cái different ages là nó là thông tin bổ nghĩa cho cái British people phải không? Nếu như mình nói như vậy. Đó, thì ages cũng được Nhưng mà ở đây nó đã nói age range rồi á Thì mình có thể là thêm một cái từ dưới đi Age groups nè, cũng được nè <laughs> Rồi, vậy thì uh, chắc mình viết luôn ha. nếu như các bạn không còn câu hỏi gì. Rồi, like usual, huh? mình sẽ viết trên word counter. Oh yeah, lần trước hình như mình quên cái này thì đợt này mình chắc sẽ làm post, uh, post ở trên trang luôn. Mình uh, ghi ra hai bài. Uh. anyways thì word counter nó cũng tốt thứ nhất là nó có đếm word ở đây nếu như các bạn zoom đủ gần nó mất cái cột bên kia ha trong lúc viết thì mình không để ý cái này tốt nhất không để ý cái này mình chỉ có nhìn cái này để sử dụng cái word counter thôi ha rồi được thì như kiểu cứ tắt những cái chương trình kiểm chính tả của máy mình ha để mà nó không có lúc thi không có cái máy của người ta không có chương trình kiểm chính tả đó thì để cho fair nhất á, để cho mình vào cái setting mà mình giống như thi nhất để mình tập tốt hơn ha rồi anyway sẽ quay lại <laughs> rồi bật timer nữa timer reset đó thì again là tối ưu nhất là các bạn sớm hơn 20 phút để xong cái task của mình nhưng mà đâu phải là cái này dễ cho mọi người đâu phải không thì cứ maximum 20 phút ha cho 150 từ một khi các bạn đã viết được từ 150 từ trong vòng 20 phút thì các bạn có thể rút bắt đầu rút gọn tại mình đã hình dung được cái gì đó và again trong những cái stream các bạn coi với mình đó một khi mình đã hình dung được viết cái gì á thì viết có một hai câu nó đã 50 từ rồi một phần ba cái bài rồi right. đó thì các bạn đừng có sợ cái số 150 hay là 200 rưỡi nhiều khi sau này mình viết lố cả 100 200 từ bình thường ha tại vì again là như kiểu bây giờ nó khó thì các bạn phải luyện tập cho đến khi nó dễ chứ không đâu phải là cứ để cho nó khó hoài đâu, phải không? thì uh, để coi Double Check lại câu hỏi. thầy ơi mỗi lần type một phút sau thầy mới nhận được hay gì á? Uh, thì stream nó delay một tí, nếu như thầy chỉnh chế độ mà uh, uh, cái delay thấp nhất á thì cái hình nó hơi xấu đi. nhiều khi những cái biểu đồ mọi người coi trên stream không nó được á tại stream trên Facebook thì delay nó không nó không có cho mình chọn chế độ delay chỉ có một là chế độ hình ảnh tốt nhất hai là chế độ rút ngắn thời gian còn cái bên này là có ba chế độ thì chọn chế độ mà rút ngắn thời gian nhất thì nó nó cảnh báo là ảnh hưởng chất lượng hình ảnh thì để bữa sau thử chế độ đó thử mọi người có nhìn rõ được trên stream hay không thì nhìn rõ được thì cứ theo cái đó ha rồi

british demographics contributing to charity. The, the demographics are divided by age and the data is collected uh, in two separate years of 1990 and 2010. Rồi, right. đó. Thì nội bạn ghi cái mở bài. 34 từ rồi, phải không? Đó là 1 phần 5 của cái cái lượng từ mà minimum người ta đòi hỏi rồi, phải không? Right. Thì tiếp theo á là... Uh, da, 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 da. Hmm, ok. Rồi. Uhm, Rồi, mình sẽ bắt đầu từ cái chung của cả hai luôn để cho nó gọn nhất cái, cái khác nhau là ở nhóm cao nhất còn cái chung là ở nhóm thấp nhất. Right là 18 đến 25 cả hai nhóm nó đều thấp. Thì uh, it can be seen that the uh, um 18 đến 25 hả huh? ok. Ờ uh, the uh, 18 đến 19 nó tính teenager xong nhỉ. Uhm. Không, không tính đi. 18 19 bắt đầu tính adults rồi không? Rồi thì 18 đến 25 mình uh, tính nãy là gì ra? Young adults đúng rồi, đó. That's the young adults. Uh, in the age range of thì bây giờ sử dụng lại đâu sao đâu mình đã thể hiện người ta rằng là à, mình có cách khác để nói rồi không huh? age range of 18 to 25 donated nhớ chiều quá khứ nha tại thông tin này nó record ở 1990 và 2010 hai điểm này đều quá khứ so với mình rồi phải không donated uh, uh the least Amount of money in both of the years observed. Rồi. Chỗ này mình có thể ghi in both years cũng được. Nhưng mà mình thích thêm một tí. Oh, trong hai cái năm đã quan sát á. Thì thấy là. Uh, hai uh, cái cái cái. Uh, những cái young adults ở age range này. Á, donate at least amount of money. Mm, rồi. Uh, chỗ này mình có thể thêm số liệu cũng được mình có thể không nên thêm cũng được như kiểu cái này đủ cover thông tin rồi ha rồi however uh... the peak for uh, amount the amount of money donated Mm. In 1990 uh was Nhóm uh, nào? Ở 3650. Right. uh was at the thirty six to fifty group and uh when one moment uh and fifty one to sixty five for the twenty ten uh period yeah. Rồi Đó thì cái này là xong về overview của cái đó right. Hmm. Đó thì uh, expect là tầm 5 phút là bạn xong cái đó Tại vì bạn đã hình dung trước cái này trước khi bạn ngồi xuống viết rồi phải không đó, Lúc mình ngồi vào vòng 1-2 phút đầu bạn đã nghĩ ra rồi right. Rồi ok thì chỗ này á, nếu như bạn nào có thể nhắm có thể giống như nãy mình nói phải không Đó uh, cái biểu đồ của 1990 nó follow cái bell curve pattern còn trong khi này là nó is negatively skewed mình sẽ nói ở đây ha the graph in 1990 follows mình có thể chia, chia hiện tại ở đây tại vì cái này hình mình đang nhìn trước mặt còn cái nào mà như kiểu người ta đã quyên góp tiền gì đó trong quá khứ thì mình chia quá khứ ha còn như kiểu mấy cái nào mà mình mô tả cái mình thấy trên hình đó mình có thể chia hiện tại được ha follows a bow curve pattern wow the 2010 right okay wow that of 2010 uh follows a negatively skewed pattern okay right bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết right đó hundred and six đó mình overview xong cũng trăm từ rồi năm chục từ còn lại nó dễ mà phải không uh, mình sẽ gom theo từng nhóm ha and nineteen ninety for the age young Uh, for the uh, nineteen to twenty five age group, um, uh, the both years, uh, showed a showed a sub twenty percent, uh, up 20% uh, contribution towards charities uh, specifically uh, in 1990 this group contributed around around 15% and in 2010 uh uh Showed a mm, uh, Show an approximately approximate uh, contribution of five percent. all right all Right. chỗ throw in a word that. you know, rất là phù hợp ngữ cảnh ha bạn nào có thể học được thì học đa số nếu như ai mà bắt đầu đọc về kiểu BBC News hay là cái gì mà báo về tiếng Anh và liên quan chủ đề này á mình sẽ nghe và như kiểu đọc về CEO nói chung trong thế giới cũng nghe chữ này ha philanthropism à không Pro -pism. wait proism à uh... Uh, philanthropism, uh, seems to, uh, increase as the, as people, as, 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 uh, one goes up the, the age range as uh, both charts display, uh, a, uh, an increase an increase in, in, increase in uh, their donations. Thirty uh, percent in the wait timer going new oh move food. Oh that's not a lot of time. Uh, Twenty six to thirty five age group uh, gave away thirty and around thirty percent and twenty five percent in nineteen ninety and twenty ten respectively the peak for uh, 1990 uh, donation uh, amount was for the uh, like no hope I like Hmm. Rồi, cái câu này khá là như kiểu phiền. charity work charity donation uh was the most popular with the 1990s 36 to 50 middle age group of 36 to 50 36 to 50 right By the way, các bạn cảm giác như kiểu nếu như mà sử dụng ngoặc trong bài IELTS không được thì mình nên chỉnh lại nha. Cái đó hoàn toàn ok. Và lát nữa mình sẽ bật lên một tài liệu official to Cambridge. Người ta cho phép chuyện đó ha. Oh, còn 8 phút. That's not a lot of time. 1919. Oh yeah. Approximately 40%. About the 40%. Rồi nếu như mình cảm thấy là như kiểu chỗ này break đoạn được mình break luôn ha uh, uh, mm, After this point uh, uh, Money contributions uh, yeah, seems To hmm chỉnh lại money contribution nhìn kỳ quá contribution amounts seems yeah bỏ f seem to uh, go down gradually go down là một trong những cái common uh, phrasal verb cho chỗ này nha không đừng cảm thấy là nó là từ basic nha In the twenty tens observations, uh the the donations uh, did peak until the fifty one to sixty five age group. which was at oh. what was uh, just below 40% uh, the ensuing age group also experienced a drop and donations as well. Right, mình hết rồi, mình còn bao lâu nhỉ? Oh, five minutes. Right, trong from 5 phút này mình lại, ha. Even below is a bar chart that portrays the different British demographics cont contributing to contributing contributing to charity. The demographics are divided by age range and the data is collected was collected was collected in two separate years of 1990 and 2010. It can be seen that the young adults in the age range of 18 to 25 donated the least amount of money in both of the years observed. However, the peak for the amount of money donated in 1990 was at the 36 to 50 group and 51 to 65 51 mm, yeah group for the 2010 period the graph in 1990 follows a bell curve pattern while that of 2010 follows a negatively skewed pattern for the 18 to 25 age group both years showed a sub 20% ah à, thì sub này á mình có thể ghép với lại số là dưới bao nhiêu đó ha đó thì you know sub là cái tiền tố mà mình hay nói là những kiểu phụ dưới trong tiếng uh, forgot là Greek hay là Latin rồi nhưng mà yeah. Ở à, dưới Latin yeah. đúng rồi subspecies Aternitanis yeah. sub uh, 20% contribution towards charities specifically in 1990 đó thì trong cái câu này mình chưa nói về số mình có thể nói qua câu sau cũng được doesn't matter right nếu như bạn có khả năng viết thì bạn cứ ghi còn không có khả năng viết thì cứ follow cái 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 cái, cái uh, khu mẫu trước rồi again là writing là bạn phải experiment xong rồi một người giỏi hơn một giáo viên tốt hơn hoặc là như kiểu một người bạn ngữ đi người ta sẽ proofread của bạn right nếu được thân thì người ta làm miễn phí còn như kiểu giáo viên thì họ là như kiểu mình lên fiverr trả tiền cũng được đó để cho người ta đọc cho mình rồi cảm thấy à nhận xét cái này nó không tự nhiên đó rồi right? thì ghi kiểu nào người ta hiểu được rồi ha specifically in 1990 this group contributed around 50% in and in 2010 showed an approximate contribution of 5% Philanthropism seems to increase. Increase. Uh, to increase as one goes up the age range. As uh, uh, age ranges, mm. as both charts uh, displayed an increase in their donations. The twenty-six to thirty-five age group gave away around. Give away. La around 35, 30%, uh, 30 and 25% uh, in 1990 and 2010 respectively. À, nếu như bạn nào mà nhớ cách mình nói về respectively đó, thì nếu như mình sử dụng trong câu á, mình sẽ nêu ra hai cái này và hai cái này. Và mình nói respectively ở cuối câu thì cái đầu tiên này nè, hai cái đầu tiên này á, nó nó sẽ bắt với nhau và hai cái sau nó sẽ bắt với nhau. Ví dụ như là mình có thể thay cái này A và B thì cái A nó sẽ tương ứng với 30 và cái B nó sẽ tương ứng với lại cái 25. Ví dụ vậy. Ha. Thì được thì có thể Google trên mạng thêm những ví dụ thể charity donation was the most popular with 1990s middle age group of 36 to 50 about 40%. After this point uh right contribution amounts seem to go down gradually. In the twenty tens observations uh observation the donations didn't peak until the Yeah to the 51 to 65 age group, uh which was just below 40%. The ensuing ensuing la the the ensuing age group also experienced also Roy. also và as well không, không có trùng giọng câu ha nó trong văn nói được chứ trong văn viết thì cố gắng hạn chế anyways uh, để coi check coi từ vựng của mình sao à đợt này dở hơn tại vì basically cái này cũng nhận xét ở một chủ đề đơn giản thì mình chỉ có ngôn ngữ lớp 11, lớp 12 thôi phải không của, so với học sinh nước ngoài á chứ không phải là học sinh uh, tiếng việt lớp 11, 12 ha thì lần trước là nói về chủ đề khoa học thì nó nhận xét ở mình ở mức college level student nhưng mà lần này chỉ có you nhỏ know, ele 11 và 12th grade thôi ha <cười> <cười> rồi anyways các bạn nào biết thêm chung không rồi maybe because of nha Sukina Kumura hình như là minh à, because tại vì em đang nói cái noun noun phrase ở phía sau thì em phải because of nha rồi Trinh thì nãy thầy dịch cho rồi á Thì biết là ensuing là gì rồi ha Ensue Rồi tại xíu để bật lên luôn Ờ uh, ok đó Thì mình kịp thời gian đó Thì trong vòng 20 phút á Nếu như bạn hình dung được bạn viết gì bạn có thể viết dư. Ensue To happen after something else Especially as a result of it Thì uh, Ensuing uh, Happening after something And because of it Đó uh thì mình có thể sử dụng như kiểu tiếp theo next right happening after or following something else. Đó, in the ensuing decades he specialized in neurology. Đó, trong những cái thập kỷ về sau á, ông ta đã chuyên ngôn môn hóa về cái môn thần kinh học. Là những cái bài test về sau á đã tiết lộ được làm cái nhịp tim bất thường. Đó, ensuing nó sử dụng như vậy ha. Đó. Thì hopefully mọi người có thể học được bất cứ điều gì, một chữ cũng được từ hôm nay ha. Nếu như các bạn không có câu hỏi nào khác thì chắc mình... À, nếu các bạn không có câu hỏi gì thì à, chắc mình có thể xong sớm hôm nay. Hôm nay được 9 giờ mấy bữa, cũng 9 rưỡi mới xong. Có vẻ như hôm nay bài dễ quá, mọi người cũng không viết theo ha. Thì à, nếu như bạn nào mà cảm giác như kiểu mình có thể viết được trong buổi á, thì mình có như được chấm miễn phí mà không. Mình có thể như kiểu được feedback right away. Right. Uh, mình cũng không giấu gì điểm viết của mình đó giờ around hai lần bảy rưỡi một lần bảy và những cái lần đó mình experiment nhiều uh, không phải là excuse nhưng mà như kiểu mình deliberately viết dư rất là nhiều để coi coi như kiểu thử giới hạn như thế nào tại vì mình personally mình chưa bao giờ học qua lớp nào Ielts đa số mình tự học nghiên cứu thì uh, mình muốn thử nghiệm coi chuyện gì nó work chuyện gì không work mình thi cũng ba lần rồi đó thì mình cũng mọi thứ là từ kinh nghiệm chứ không phải là mình đọc sơ trên lý thuyết là xong ha thì advice của mình again cũng có thể là đúng hoặc sai tại vì từ riêng observation của bản thân ha thì nếu như các bạn mà cảm thấy như kiểu cái nào phù hợp cái nào hợp lý thì nghe cái nào không hợp lý thôi kệ cũng được ha nhưng mà hy vọng là các bạn có thể học được cái gì mà mình chia sẻ mỗi buổi ha à, đối với 8 người còn lại ở đây thì You know uh, thanks for watching and uh, i hopefully I'll see you guys again next week all right thanks for uh, watching man stream ở đây, ha?